Xin chào các bạn, xin chào các chị, các cô, các chú. Dạ không, tại da nó trắng sẵn á, vậy là nó đen đen dữ rồi. Các bạn dưới nước lâu lắm rồi, thầy sợ mình. Dạ. Dạ. Xin chào các bạn nhỏ. Ê, đừng gọi tôi là thầy nha, gọi tôi là rồi bây giờ anh Tuyên sẽ hướng dẫn cho các em bơi người cá ha. Bơi thường mà, à bơi thường đúng không? Dạ đúng rồi, quên nữa, học bơi thường trước mà đúng không? Bơi học bơi thường. Dạ. Dạ phải học bơi thường, biết bơi trước đã. Dạ đúng rồi, tại người cá là kỹ thuật khó nhất rồi. Bây giờ mấy bạn học bơi vậy? Cho tương mấy em nhỏ này hả? Em tên gì? Hina hả? Hida. Rồi em? Rồi em? Em tên Tom. Rồi em tên Ngọc Uyên đúng không? Còn em tên gì? Dạ, tên đó là Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc đúng không? Rồi các em ở đây là em nào chưa biết bơi? Con chưa biết bơi. Em chưa biết bơi rồi em ai nữa? Bốn, năm em này đều chưa biết bơi hết đúng không ạ? Rồi. Bây giờ đầu tiên là mình em nào chưa biết bơi thì Tuyên sẽ hướng dẫn tập thở nước trước. Các em cố gắng nghe Tuyên hướng dẫn tập cho đúng để chúng ta mau biết bơi ha. Rồi qua qua. Hôm nay Tuyên lại có thêm đệ tử mới, nghĩa là có thêm một cơ hội để cứu thiên nhiên động vật. Chính vì vậy Tuyên phải đi dạy bơi. Khi một người thường có thể thành người cá thì họ mới thật sự biết trân trọng cuộc sống này. Nhớ năm xưa Phật Thích Ca thành đạo, ngày ấy cũng không có cuộc sống bình yên mà phải đi hoằng pháp dạy cho con người về đạo giải thoát. Chúa Giê-xu khi chịu khổ hạnh đến mức chết đi sống lại rồi cũng phải đi truyền đạo khắp thế giới để quảng cáo về nước thiên đàng. Còn bây giờ Tuyên cũng muốn học theo gương các ngài ấy, đi dạy bơi người cá để giúp các bạn biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật trên toàn thế giới. Nhưng 2 tiếng đồng hồ Tuyên chỉ có thể dạy bơi cho 2 bạn mà thôi. Nếu dạy bơi cho 10 tỷ người thường trở thành người cá chắc phải trải qua 10 lần tận thế của trái đất. Nên kể từ hôm nay Tuyên quyết định dạy bơi online. Bạn nào cũng có thể xem, học hỏi phương pháp bơi người cá để biết tất cả của Tuyên. Đập mặt xuống, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, thổi bong bóng lên. Rồi, ai làm được giống như bạn nào? Dạ, con em được nhiều hơn. Rồi, vậy em làm tới phiên em. Hít hơi cho bằng miệng. Ngậm miệng lại, 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi, ngửa mặt lên, thở ra dữ quá. Đuối luôn à. Thở ít ra thôi nha. Thở dạo lại, thở dạo lại. Ngậm miệng lại, hít hơi vô. Hít hơi vô, ngậm miệng lại, nín. Úp mặt xuống.
1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Được chưa? Rồi, em làm. Làm đi, làm lại như vậy 10 lần. Rồi, tất nhiên, bạn áo hồng nè, bạn áo hồng tên gì vậy? Rồi, bạn Ngọc Yên. Tất nhiên bạn Ngọc Yên làm. Coi bạn, làm lại cho bạn Ngọc Yên coi. Làm nè, làm mẫu cho Ngọc Yên coi nè. Ngậm miệng lại, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi, né qua bên kia tập. Qua kia tập ở nước. Ai mà không biết thì tập theo bạn Helena. Helena dẫn mấy bạn đã chỉ rồi, qua bên kia tập chung cho mấy bạn nha. Em tập thở nước với mấy bạn. Em là người cá rồi, qua hướng dẫn người tập. Chị này chị nhét nè. Rồi tới phiên em trai này trước đi. Làm lại chưa được. Hít hơi vào. Ngậm miệng lại, úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3. Nhớ ngậm miệng lại nha. Ngậm miệng lại, đừng có hạ miệng ra dưới nước nha. Rồi. Chỉ cần làm chủ được hơi thở của mình, giữ được chánh niệm, tôi luôn bảo đảm các bạn sẽ biết hết mọi thứ trên đời này. Từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai, bạn đều có thể thấy rõ tường tận mọi thứ. Chính xác gọi là nhập định quan sát, một khả năng đặc biệt mà tất cả ai trở thành tiên cá đều cũng làm được. Và đây cũng là một lý do khá khiến tôi luôn muốn đi dạy bơi, để tìm những đệ tử có tố chất trở thành tiên cá. Như tôi luôn chỉ là một tiên cá bình thường thôi, chỉ có thể đi qua thời gian và không gian, nhưng trở thành đại tiên cá thì có thể cai quản cả một vũ trụ, và cao hơn nữa là thượng tiên cá, có thể làm bá chủ của đa vũ trụ. Tôi muốn đánh thức các vị tiên ấy thức tỉnh trong thân xác phàm phu của các bạn trẻ. Chỉ cần học bơi theo đúng phương pháp của tôi thì chắc chắn tố chất tiên cá của các bạn sẽ thức tỉnh. Điều đó không chỉ cứu muôn loài mà còn biến trái đất thành một cõi trời tiếp theo. Trong phương pháp bơi lội người cá thì hít thở làm quen với nước là phần quan trọng nhất. Nên tôi luôn dạy các bạn thở nước rất kỹ. Các em phải tập cảm nhận hơi thở của mình dài ngắn khi thở nước. Khi hít vào nhiều, thở ra thì ít là cách thở khi bơi. Hít vào thật sâu, thở ra thật thoải mái là cách thở giữ bình tĩnh. Hít vào thật nhiều, thở ra thật nhiều là cách thở để mau hết mệt, lấy nước trong khoang mũi ra khi bị sặc nước. Hít vào thật chậm, thở ra thật chậm là cách thở tập thiền định. Hít vào thật nhanh, nín thở đếm nhịp là cách thở giữ thân nhiệt của người cá. Và còn nhiều cách thở khác nữa. Và còn nhiều cách hít thở khác nữa. Nếu mà có thời gian để dạy các bạn hết những điều này thì chắc một đời người các bạn cũng không thể biết hết được. Nên trở thành tiên cá, bạn sẽ biết được nhiều kiểu hít thở này hơn. Vì có thể làm chủ không gian và thời gian, bạn mới có thể học được nhiều hơn được. Nghĩa là bạn sẽ tập luyện ở một thế giới khác khoảng vài ngàn năm để nghiệm ra tất cả, rồi trở về thế giới này trong vòng một phút mà thôi. Nên tôi biết nhiều là thế, mỗi kiểu hít thở mà tôi truyền dạy không phải là bài bản, mà là tùy thuộc vào từng em, mà các em phải tập hít thở đúng như tôi hướng dẫn thì mới có thể khai thông sức khỏe và trí tuệ của các em được. Cố gắng phát huy nha, tương lai của thế giới đang trông chờ vào sự tiến hóa trong từng hơi thở của các em. Em này là phải phình bụng nữa, bởi vì em này phải tập phương pháp hít sâu để hết bệnh hen suyễn, nên không có hít thở bình thường được. Em phải hít thở nhiều hơn các bạn. Rồi, thả miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi dưới nước. Rồi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Khi ngẩng mặt lên á, ngẩng mặt lên á là cái mặt em nó sẽ nghiêng như vậy nè, có độ dốc như vậy để nước nó không có bị nó chảy thẳng xuống luôn. Nếu mà cái mặt em nghiêng ngửa vậy là khi mà em lỡ em hít hơi vào là nước nó sẽ vô lỗ mũi hoặc là nó vô trong miệng, hiểu không? Nên mặt mình phải nghiêng như vậy, hiểu không? Rồi làm 10 lần anh coi. Anh đi ra hít hơi vào. Rồi ngậm miệng lại. 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào. Rồi ngậm miệng lại, cất mặt xuống tiếp. Làm tiếp lần thứ hai. 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi 10 lần.
nhắm miệng lại, đó là mỗi một rồi thả miệng ra thích hơi vào, nhắm miệng lại, đó là bằng thả miệng ra hít vào và nhắm miệng lại, cất mặt xuống, đó là bằng thả miệng ra hít vào, cất mặt xuống, 1, 2, 3, đó là bằng mũi, nhớ đến 1, 2, 3 nha.